gia đình của cô Dương Thị Thúy và các con Vương Thanh Tùng, Vương Thanh Long. Không có về chùa được, nhưng mà đã gửi tận tài nhờ sự nghiệp tấn giúp dừng để làm cái cây tăng cũng như để theo lời yêu cầu của sư chủ, sư có một vài lời để tùy chỉ công đức của sư chủ và nguyện phước cho sư chủ để thành tựu những điều đã vui vì giữ nguyện năm cũ sắp hết năm mới sắp đến, mong cho gia đình sư chủ cộng đồng ăn vui xa liệt khổ não được thành tựu những điều có quyền là người tu sĩ có niềm tin ở Phật pháp, tin vào của Đức Như Quan Thế Báo theo lời của Đức Thế Tôn đã dạy, thì cố gắng làm phước được những gì thì mình làm phước vật là bố thí cúng dường về vật chất, phước đức là sự giữ giới, từ bỏ sắc sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tài dâm, từ bỏ nói dối, từ bỏ uống rượu, và phước trí là tu tập chánh niệm tỉnh giác theo thiền để thấy được phước pháp vô vi là vô thường khổ và vô ngã. Thì chung quanh những cái pháp đó, người cư sĩ làm được cái việc nào thì hay cái việc đó, nhưng mà chủ yếu là làm sao giữ vững được niềm tin trọn đời quy ngưỡng được Phật giáo pháp và tăng chúng không có thay đổi. Thứ hai nữa là làm sao suốt cả ngày lẫn đêm luôn ăn uống trong tâm thiện, không để tham sân si nó sinh khởi. Và thứ ba nữa là luôn luôn giữ tâm an lạc, mọi chuyện gì nó đến mà không được hài lòng hoặc là do cái nghiệp ác khổ của quá khứ ở chỗ quả thì mình vui vẻ chấp nhận, nghĩ rằng cuộc luân hồi không phải là như vậy, rồi mình cố gắng dùng các hành lành để xóa mờ những ác gì đó. Như Đức Phật đã dạy rằng hai dùng các hành lành để xóa mờ các nghiệp sẽ sáng tối đời này như trong không có mây. Đó là những điều mà sư huynh thay mặt chư tăng để sách tấn khích lệ cho gia đình chủ như Phật tử trong ba bậc tăng hôm nay để giúp đỡ cho chúng chủ hoàn thành cái bữa ăn cúng dường đến chư tăng. Bây giờ chư tăng sẽ cũng chư tăng phúc dự thông báo cho gia đình chư chủ cũng như cho các Phật tử tăng. Nam mô Phật.